đi cái đường này. Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng là từ năm bao nhiêu? 1973 á? Sao mình để lại lễ thôi chứ mình mang về làm gì? Cái bụi tre đẹp quá. Chỗ để ngồi uống trà. Đây là tranh trúc chỉ đúng không? Là thầy viết đúng không? An chi nghĩa là gì? An chi là gì? An chi là gì? An nhưng mà vẫn biết à? Chi kiểu chi khác. An nhưng mà an trong sự biết. Nhìn nó vui vẻ nhỉ. Nâu ơi đi đâu đây? Hả? Nâu đi đâu đây? Chờ chị với. Đây á. Trong này là cái nhà đá đấy và không có cái gì ngoài cái giường á. Thầy ở trong này bao lâu? Ăn uống thì như nào? Cho bây giờ đóng lại hoàn toàn không mở. Thầy cả thầy cũng mới luôn. Hình như là năm Covid hay sao, nên là năm đấy thầy yếu rồi vào trong này cũng lạnh, nên là sức khỏe yếu rồi đi xuống. Nhưng mà hồi xưa không có thể nhìn nhau. Quay quay quay, bây giờ đừng bấm nữa nhé, đừng bấm nữa. Nâu ơi dẫn đường. Ngày xưa chùa cũng mẹ là mọi người khổ lắm. Một bên, không đi giữa. Tu viện á? Tu viện. Tu viện là có sách của Phật giáo.
mầm. Mấy hôm nữa nó sẽ nở hoa. Không bán chỉ để mình ở đây mình tu vài ngày, rất là tình tấm. Tức là ở đây có theo việc tự nhiên ấy, là mình sẽ lên mình tham quan, xong sẽ làm khách 3 ngày. 3 ngày thích làm gì thì làm. Sau 3 ngày mà muốn ở lại thêm thì xin các thầy và làm công quả luôn, sinh hoạt cùng mọi người thì ở cùng. Còn nếu mà ở đây có tu giáo viên, tôi yêu viên thì một tuần xuống tóc, xuống tóc một tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng. Đấy, nếu mà hợp thì tu tiếp, hợp thì mình có thể xin về. Mấy cái lóng mà nó lai này. Ừ. Như kiểu lông cu li ấy nhỉ? 3 đến 5 người. Ở ngắn hạn thì sẽ phải ở tập thể, còn ở lâu thì được ở một mình à? Mà cũng có những cái phòng đơn, à, có sư thì phải ở đây sống một thời gian. Trong này á? Ừ. Nó là cái gì vậy? Chỉ là một cái... ở trong, trong này nút. Đây là một cái ống ấy. Nó tưởng nó cái này chuông trỏ đấy. Đấy, bên trong có... Cũng... Có giường ở trong đấy không? Nằm đất thôi. Meo meo. Bạn này rất là bé. Hình như là Triệu rồi. Triệu bắt đây là của Triệu rồi. Đây là tên là Triệu, đặt tên là gì nhỉ? Gì bô nhỉ? Nó bị kẹp vào cái bô. Xong là bị thương hay là mưa ngoài đường, Triệu bắt về. Đặt tên nó là cái gì bô ấy. Chẹt bô à? Ờ, bị gì ấy. Ăn mà ăn khỏe lắm. Giờ to rồi, không bắt về bằng bốc tay. Ok, đi tìm Triệu đi, tìm em để Triệu đi. Sao nghe thành cô lớp? Cô nát ơi. Dừa ơi. Giờ có vẻ thích chơi với nâu. Vẫy đuôi với nâu nhưng mà nâu lại cụp đuôi. Đó, đi một lúc lại có thêm một bạn đồng hành. Vui nhở, thấy nhà có khách thế là đến chơi này. Tụ họp luôn này. Đây, vào làm chén trà các bác. Bác coconut với bác chuột vào đây làm chén trà. Bác nâu ở chỗ của bác ở đây à? Đúng không? Chỗ quen thuộc của bác đâu đúng không? Khách là ra tiếp khách. Vui ha, hóng hớt ha. Nó chỉ ngồi đây thôi đúng không? Không phải là nó ngồi xin gì đâu đúng không? À, nó đến chơi rồi. Ở đây bọn nó sướng như vui mà. Ai có gì cũng cho chúng nó ăn. Bếp có bao giờ thì đưa ăn đâu. Sao chúng ta phải không? Đây là cái gì hết? Chỉ nghe được mỗi tiếng mưa với là tiếng chim hót thôi. Chứ không có kiểu ai nói gì cả, không nghe. Quả lặng tai này hơi khó hiểu. Bạn lấy nước vào đây rồi. Sao một cái chén to hơn hẳn để cho chủ nhà nhá. Không đủ chén có gì. Xin lỗi chưa mời. Đây. Xin mời coconut. Đang ngồi nhìn, ngồi giữa cửa nhìn yêu không này, uống trà không? Nát ơi. Nát uống trà không? Không uống à? Ok. Thế mời nâu ạ. Nâu uống không ạ? Happy New Year, cảm ơn bạn. Trẻ tam luôn đấy. Ờ, trẻ tam nhưng mà ở đây có có ngũ. Ngũ hay lục, lục chạy rồi.
Không nghĩ là vào đây lại có cả chè, xong rồi kẹo lạc ở. Bạn kiếm đâu ra mấy kẹo lạc ấy, quý giá. Thế à? Ăn không? Ăn không? Không ăn được. Tao trêu mé mà. Anh bạn người Tây, anh này sáng nào không đi uống trà, không là bánh chỗ nào với mấy ông già với hải lương. Không thích ở city, thích về mấy cái nơi phóng nắng là hả? Ui đẹp thế. Em là bảo là Milo thích câu này của Việt Nam quá, em bảo Milo vẽ cái này đi. Milo vẽ đẹp thật sự ấy. Đẹp. Và ông ấy xăm vào lưng à? Bắt tay. Để bạn ấy giữ thôi chứ không sao. Kiều tên là như vậy. Chưa ăn ngọt Kiều hôm qua em nói á là bảo nhiều đó. Đây là bảo Kiều không biết nữa bảo nhiều. Anh ấy nói nhiều lắm rồi. Là cái ăn mới nói là tung tế để được lên công ty đau lực là ăn được. Anh ấy hình như làm công việc liên quan đến trồng cây như nào thì trồng cây tôi xin cả không phải là tương quán cả tương tiểu học trung học đạp rồi đó đạp xe đạp chở ba cái hôm nay anh cũng đạp xe đạp lên đấy nhá chứ đó anh chỉ đạp xe đạp thôi nó chở lên ba bốn cây rồi đi công đó tôi xin trường học bình quyền rồi đó từ tổ xin từ mưa từ công đó từ là tăng điện trồng cây chứ không có phải ai ép buộc cái gì từ nay anh nói về trồng ăn được. Nhưng mà anh đã tu ở đây nhiều năm à? Hay là cái anh ở Đông Anh ấy? Hay chỉ lên thăm thôi? Có tu nhưng mà không phải nhiều năm. Có tu xong ra đường. Nhưng mà anh ấy bảo anh là anh ấy thuộc dạng thế hệ đâu lắm. Qua Tết là anh ấy quay lại đây anh ấy tu. Các kiểu Simola ông cũng quả để đi tung cây rồi đó. Anh là người Sóc Sơn. Sóc Sơn đẹp lắm. Ở ngoài Sóc Sơn còn có một ngôi chùa Nam Thiên. Thế à? Nam Thiên. Chúng tôi gọi cây cô đơn gì thôi. Thế này không phải cái cô đơn đâu, người ta cũng cho nên chắc người ta trông nhìn ngay không vậy. Phải đông người ta cứ trong cửa trưa là cái xong người ta thấy một mình cô đơn cô đơn đâu mà cô đơn không sao cô đơn hả? Dập xe đồng lửa từ trước. Ai có mấy lửa đồng lửa từ trước. Được đám mây đầu phố lại ngỡ mình theo nỗi cổ kim phi ai nhập thế ai xuất trần xin kính lại mộng tường không tỏ đứng đi nằm lên non xuống chờ vật ngỡ ngàng sương khỏi mông lung
và ngỡ ngàng sông biển nghìn trùng, thử khứ thử lai thử thời vô lai khứ, đứng một mình trên đỉnh núi Cô Liêu, đỉnh núi giữa hư không, mặc gió thổi trăm chiều, mặc đòi đoàn tử sinh, mặc rêu nhờ cổ đồ, ta lội ngược tha phương để tìm về cổ thổ vườn trả cao, mắt tiếp mắt phong trần.